Ờ, tại sao trong các kinh hay đề cập việc làm việc phước như bố thí thì sau khi thân hoại mạng chung mới được hưởng phước mà lại không phải hưởng ngay kiếp hiện tại ờ trong Milena, milinda milinda tức là Mi tiên vấn đáp đó ngài nagasena ngài có giải thích như thế này nè do cái quả của phước thiện đó nó rất là lớn quý vị thử nghĩ đi à, mình à, bố thí có à, một có vị đó à, cúng dường à, bố thí à, có một cái miếng cơm thôi do một vị phật độc giác mà bảy kiếp liên tục sanh thiên hoặc nếu như ở cõi người đó là làm cái chức là cũng phải lên tới cái chức là đô thống hoặc tướng quân bất chấp là người đó đã tạo ác nghiệp như thế nào tức là cái năng lực của phước ấy, đủ để dẹp tan tất cả ác nghiệp nó hoảng toàn bộ ác nghiệp cái phước mà cũng dường cho một vị độc giác ấy, để mà vị đó hưởng trọn vẹn bảy kiếp sanh cõi người cõi trời thì quý vị nghĩ đây một cái nấm cơm thì nó bao cái cái giá trị nó bao nhiêu mà nó trộn cái quả lớn tới như vậy cho nên ấy, cái quả của phước thiện á, chỗ rất là lớn mà chính bởi vì nó chỗ rất là lớn cho nên nó cần có thời gian ừ. à, quý vị có trồng cây thì quý vị cũng biết rồi mình muốn mà có cái cây giá cộng giá nó rất là đơn giản ha mình chỉ cần mình bỏ một cái um, cục bông gòn ẩm bỏ một cái viên đậu xanh lên thì tới sáng ngày hôm sau là nó đã mình đã có giá rồi đây nhưng mà đó quý vị muốn mà nó trồng lên mà thành một cái cây cây đậu á tối thiểu như cũng phải 3 tháng thì phải không nhớ còn muốn mà trồng những cây lớn thì nó phải tính bằng năm có khi phải chục năm nó tùy theo cái quả nó lớn hay nó nhỏ cũng vậy đó cái phước mà nó lớn á nó cần có thời gian nó ủ để mà nó cho quả quả báo đó nó có ba à, loại quả báo thời gian xét về thời gian chỗ quả thứ nhất là chỗ ngay trong kiếp hiện tại tức là mình vừa làm phước xong cái quả nó chỗ liền nhưng mà bây giờ rất là khó điều kiện để mà quý vị làm phước mà chỗ quả liền ấy một là cúng dường cho đức phật hai là cúng dường cho một vị vừa ra khỏi diệt thọ tưởng định bây giờ quý vị kiếm đâu ra hai con người đó bây giờ ha không có cho nên cái điều kiện mà cái quả báo nó trổ ngay lập tức á bây giờ không còn nữa nó chỉ còn có uh, hai loại quả đó. Đó, đó là gì cái quả nó sẽ trổ trong kiếp sống kế tiếp tức là mình làm đời này đời sau mình hưởng cái thứ hai là cái quả nó sẽ trổ trong một kiếp nào đó ở cái thời vị lai một cái kiếp bất định đấy mà quý vị cứ yên tâm một việc như thế này nè nếu như mà quý vị bố thí đi bố thí nó thuận tay nó dễ dàng mình bố thí một cách không có phải đắn đo không phải băn khoăn à, không bị quá nhiều những cái cản trở cái chuyện bố thí của mình rất là dễ đó thì nên mừng bởi vì không phải đơn giản mà mình có cái thói quen đó đâu ừ. khi mà đời nay mình bố thí một cách dễ dàng thì có nghĩa là đời trước mình đã từng bố thí rồi nhờ đời trước mình đã từng bố thí rồi đó thì đời nay cái việc bố thí của mình rất là dễ dàng còn những người mà đời trước chưa từng bố thí ở đời nay thử quý vị nhắc tới họ một cái chữ bố thí coi. Cái chỉ cho là tự nhiên họ keo keo thấy rõ luôn đấy à, thành ra là không cần phải lo ha đời nay mình bố thí dễ dàng tức là đời trước mình đã từng bố thí có nghĩa là mình có thể đang hưởng cái quả báo của đời trước mình đã tạo nhiều người đó họ nghĩ cái quả báo bố thí nó phải là một cái gì đó nó lớn lao nó kinh khủng lắm quý vị không tưởng tượng một chuyện những ngày nào đó mà quý vị còn được ăn no thì đó có thể là quả của cái phước bố thí đời trước ngày nào quý vị không đói đó là nên mừng bởi vì đó có thể là cái quả của phước bố thí đời trước ừ mình cứ nghĩ là mình phải giàu giàu nước đô đổ vách thì nó mới là cái quả bố thí sai một ngày mình không bị đói một ngày mình không bị bệnh một ngày mà mình cảm thấy thoải mái ngửi được một cái mùi hương dễ chịu nếm được một cái món ăn dễ chịu nghe được một cái âm thanh dễ chịu là chúng ta đang hưởng cái quả của quá khứ đó vấn đề là quá khứ mình làm phước á nó bèo bọt quá thành ra là cái quả của nó nó cũng nhẹ nhàng thôi à, đời trước mình không có gặp được chánh pháp thành ra mình làm phước á nó không có đủ những cái chi phần hướng thượng à, thành ra cái quả báo cho rất là nhỏ nhoi đấy biết như vậy thì đời nay mình tranh thủ mình làm đạt được những cái chi phần hướng thượng ha